Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 171 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mặt đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Hà Nhất Minh nhìn làn khói tiêu tán đi, không biết vì sao trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại còn có chút cảm giác bi ai. Một cường giả nhân đạo đỉnh phong khi thần đạo đã biến mất trên thế giới thì có địa vị vô cùng cao. Đối với mọi người mà nói, bọn họ đều là tồn tại cao nhất, nhân vật như vậy chính là bất tử. Nhưng giờ phút này, một vị nhân đạo đỉnh phong cường giả lại quỳ ngã trước mặt hắn, ngay cả thần niệm cường đại cũng tiêu tán không còn. Muốn nói trong lòng không hề có chút cảm khái, chỉ sợ là không ai tin nổi. Thở dài một tiếng, Hà Nhất Minh đến bên người Gia Phỉ Nhị Đức tìm tòi một chút. Hôm nay hắn đã không phải là một tiểu tử mới xuất đạo như hồi trước, chỉ tùy ý tìm một chút đã đem toàn bộ những thứ tốt ở trên người nhân đạo đỉnh phong cường giả lấy xuống. Trên người Gia Phỉ Nhị Đức mặc một kiện trường bào. Kiện trường bào này hắn nhìn qua là thấy đây là một kiện bảo vật phi thường chân quý. Nhưng đáng tiếc là lại gặp phải một kích của Khôi Lỗi, cho nên bảo vật này lại không có tác dụng để phòng ngự, cánh tay và bắp đùi đã biến mất hoàn toàn. Lực công kích của người trong thần đạo quả nhiên người có tu vi kém hơn không thể chống đỡ được. Ngoại trừ trường bảo ra thì thu hoạch lớn nhất của Hạ Nhất Minh chính là một chiếc nhẫn không gian. Phỏng đoán trước kia của hắn cũng không sai lầm, mặc dù vật phẩm không gian có số lượng cực kỳ ít, nhưng trên người các cường giả kiều kỳ trọng thiên lại có thể tìm được ít nhất một cái. Đem chân khí chuyển vào trong chiếc nhẫn, Hà Nhất Minh lập tức thấy được rất nhiều vật phẩm chân quý. Trong mấy thứ này, ngoài trừ các tài liệu chân quý ra, thì còn không ít các vật phẩm không biết sử dụng. Bất quá, trong đó tuyệt đối là các sản phẩm của phương Tây. Đừng nói là Hạ Nhất Minh không hề biết gì nhiều về bọn họ, dù là cát ma phàm thủ cũng không thể nhận thức toàn bộ. Bất quá, thứ làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hứng thú nhất chính là hai viên hạt châu màu trắng. Đem hai đồ vật này cầm vào trong tay, Hạ Nhất Minh lập tức có thể xác định được thân phận của chúng. Lôi chấn tử, đây chính là một phần của thần khí lôi chấn tử của phương Đông. Chúng lại rơi vào trong tay của cường giả phương Tây. Đây thật sự là chuyện khiến cho người ta cảm thấy bi ai. Tuy nhiên, có thể lấy được hai khối lôi chấn tử này, Hạ Nhất Minh đã tương đối cao hứng. Tính tới trước thời điểm này, trên tay Hạ Nhất Minh có tổng cộng 12 khối lôi chấn tử. Thêm hai khối này nữa là được 14 khối. Nếu giống như lời Gia Phỉ Nhị Đức nói, giáo hoàng bệ hạ nắm giữ 6 khối, thì hắn có thể tìm được 20 khối lôi chấn tử. Trình thể bộ thần khí Phích Lịch Thiên có 24 khối lôi chấn tử, nếu hắn có thể thu thập được 20 khối. Nghĩ tới đây mà cặp môi của Hạ Nhất Minh hơi run run. Đây là sự hấp dẫn cường đại tới mức nào? Hắn căn bản không thể khống chế được sự hấp dẫn tuyệt vời như vậy. Người định đi tìm Phất Lan Khắc Lâm sao? Thanh âm của Bách Linh Bát chậm rãi vang lên sau lưng hắn. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn ra. Bách Linh Bát rất ít khi quan tâm tới chuyện gì khác ngoài sự an nguy của hắn. Bất quá nếu hắn hỏi, Hà Nhất Minh sẽ không hề giấu giếm tâm tư của mình. Đương nhiên là muốn đi. Vì 6 viên lôi chấn tử, ta sẽ không buông tha cho hắn. Dừng lại một chút, Hà Nhất Minh đột ngột hỏi, Bách Huynh, người trước kia từng nói qua, có thể tìm hiểu xem người đó có nói dối hay không. Vậy Hắc Ám hội trưởng có nói dối hay không? Ta không biết. Bách Linh Bát bình tĩnh nói, ta chỉ có thể xem người sống nói dối hay không mà thôi. Còn đối với người chết thì đành bất lực. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ trán, trong lòng hắn mơ hồ lạnh đi. Mới rồi mình cùng với một người chết nói chuyện một lúc lâu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thật không biết có bao nhiêu người tin tưởng. Gia Phỉ Nhị Đức có ý định giá họa. Bách Linh Bát tiếp tục nói, hắn không cam lòng bị Phất Lan Khắc Lâm đánh lén, cho nên muốn mượn tay người báo thù. Hạ Nhất Minh cười nói, ta biết. Hơn nữa, Gia Phỉ Nhĩ Đức biết ta có thể nhìn ra, cho nên hắn mới tung ra lôi chấn tử làm mồi dụ. Bởi vì hắn biết, ta căn bản sẽ không cự tuyệt miếng mồi như vậy. Hắn xoay người, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng của Bạch Mã Lôi Điện nói, ta cũng muốn xem, nếu có thể tập hợp đủ 20 khối lôi chấn tử, sau đó phối với Bạch Mã Lôi Điện, thì uy lực sẽ đạt tới cảnh giới nào à?
Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt cố ý liếc nhìn về phía Vũ Gia lão tổ ở đằng xa. Còn khôi lỗi thần đạo giờ phút này giống như một khúc gỗ, so với Bách Linh Bát khi mới rời khỏi sơn cốc còn ngây ngốc hơn. Chỉ là nó có thực lực cường đại tới mức khó tin, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải tự thẹn không bằng. Cúi xuống nhìn, Hạ Nhất Minh lấy ra 6 thanh thần binh. 6 thanh thần binh này do trước đây Gia Phỉ Nhĩ Đức đã quang hóa. Lấy năng lực của hội trưởng đại nhân này thì những thần binh được hắn quang hóa cũng không phải là chuyện đùa. Bất quá, trong đám thần binh này chỉ duy nhất có một kiện được Hạ Nhất Minh để vào trong mắt, đó chính là Hắc Ám Tỏa Liên. Đây là một thanh sắt dài màu đen, bên trên đó khắc họa những phù văn thần bí. Khi Hạ Nhất Minh cầm kiện vũ khí phảng chế này lên, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại từ thanh thần binh tràn ra. Nhìn thanh thần binh trong tay không chớp mắt, trên đó tỏa ra một loại lực lượng có tính xâm thực vô cùng kỳ lạ. Nếu là người bình thường động vào nó, chỉ sợ sẽ ngay lập tức bị thương, thậm chí cả mạng cũng không còn. Đưa ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Ám Tỏa Liên, Hạ Nhất Minh lần đầu tiên thấy được một thanh thần binh bá đạo như vậy. Hắn do dự một chút, chân khí trong cơ thể tuôn ra muốn nhập vào trong thanh thần binh lợi khí này. Nhưng rất nhanh sau đó hắn phải nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra ngũ hành chân khí của mình không thể điều khiển được thanh thần binh lợi khí này. Cũng không phải bên trong thanh thần binh này có lực lượng của người khác cản trở, mà là thanh thần binh không cho phép ngũ hành chân khí tiến vào. Hắn thậm chí còn có cảm giác, nếu mình mạnh mẽ quán thâu ngũ hành chân khí vào trong thần binh, như vậy kết quả cuối cùng chính là Hắc Ám Tỏa Liên sẽ bị hủy mất. Tâm niệm hơi động, chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh nhanh chóng được chuyển đổi, chỉ chốc lát đã được thay bằng Hắc Ám chi khí. Lúc này lại thuận lợi không hề có trở ngại, Hắc Ám chân khí của Hạ Nhất Minh tiến nhập vào trong Tỏa Liên, hơn nữa dễ dàng lấy được quyền khống chế. Cảm nhận một chút, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Trong thanh thần binh này không hề có nửa điểm chân khí của Gia Phỉ Nhĩ Đức. Hắn than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng huy tay lên. Trên không trung lập tức xuất hiện một cái ảo ảnh thần kỳ. Hắc Ám Tỏa Liên đang hóa thành một con linh xà như thực như ảo bay múa trên không trung. Hơn nữa, làm cho Hạ Nhất Minh sợ hãi chính là Phất Lan Khắc Lâm nói cũng không sai. Hắc Ám cường giả kiều kiều trọng thiên, nếu dùng Hắc Ám Tỏa Liên sẽ được tăng phúc thêm 3 lần lực lượng. Đương nhiên, loại trình độ tăng phúc này không được Hạ Nhất Minh để vào trong mắt, bởi vì ngũ hành hoàn của hắn tăng phúc đạt tới 5 lần. Cho nên, hắn cũng không cần năng lực này của Hắc Ám Tỏa Liên. Sau khi thử nghiệm nửa ngày, hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh hơi cau lại. Thứ này quả thật là tốt, chẳng những có thể tăng phúc lực lượng, hơn nữa trong lúc giao thủ, Hắc Ám Tỏa Liên lại hư thật khó phân, vô cùng mờ mịt. Vô luận là cùng với cường giả cấp bậc nào giao thủ, thì năng lực này tương đối cường hãn. Nhưng đáng tiếc chính là hai loại năng lực này đối với Hạ Nhất Minh mà nói thì lại có chút yếu kém. Tăng phúc của ngũ hành hoàn vượt qua Hắc Ám Tỏa Liên, mà cực quang chi kiếm trong tay hắn lại có thể ẩn thân toàn bộ. Đem so sánh với hai thứ này thì quả thật là Hắc Ám Tỏa Liên không hề được coi trọng. Đương nhiên Hạ Nhất Minh cũng hiểu được, có thể được xưng là phàng trí thần khí, khẳng định là nó không đơn giản như vậy. Nhưng Hạ Nhất Minh chủ tu lực lượng lại là ngũ hành hợp nhất, mà không phải là quang ám hợp nhất của phương Tây. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh vung tay lên, đem thanh binh khí này đưa cho Vũ Gia lão tổ, đồng thời sử dụng thần niệm truyền đạt qua cho hắn. Vũ Gia lão tổ đưa tay lên đón lấy kiện vũ khí Hắc Ám Tỏa Liên. Thử một lần, Hạ Nhất Minh không chút do dự ra lệnh cho Vũ Gia lão tổ. Vũ Gia lão tổ vung tay lên, ở xung quanh người hắn nổi lên một đám mây màu đen. Đây chính là Hắc Ám Tỏa Liên được vận dụng tới cực hạn. Nhưng mà giờ phút này thiên địa chi lực nhanh chóng đổ tới, thiên địa chi khí vốn đã vô cùng mỏng manh chỉ thoáng cái đã bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó một tiếng nổ chợt vang lên, trên không trung bắn lên vô số hắc vụ. Sắc mặt Hạ Nhất Minh thay đổi, vội vàng hạ lệnh đình chỉ. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm nên nghĩ tới một khi khôi lỗi động thủ thì sẽ dẫn tới uy lực long trời lở đất à. Mặc dù nơi này không còn đủ thiên địa chi khí, cho nên cũng không thể phát ra được một kích cường đại. Nhưng với tố chất của hắn mà nói, một khi điều động sẽ tạo thành nguy hại tuyệt đối không hề nhỏ. Cũng may, khôi lỗi đối với lời của Hạ Nhất Minh đều là bảo sao nghe vậy. Trong nháy mắt, nó đã lập tức đình chỉ động tác. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn lại, không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Hắc Ám Tỏa Liên bám lên thân thể của khôi lỗi, hơn nữa màu sắc của nó xảy ra biến hóa vô cùng kỳ dị. Bên trong màu đen tựa hồ còn có thêm màu đỏ, khiến kẻ khác nhìn mà giật mình. Hạ Nhất Minh hơi run run một chút. Hắn hơi suy nghĩ thì đã hiểu được
Vũ Gia lão tổ đem lực lượng của ngưng huyết nhân quán thâu vào trong đó. May là trong tay hắn cầm chính là bảo vật được phản chế từ thần khí. Nếu như mà thần binh bình thường, chỉ sợ sẽ bị phá hủy à. Cười khổ một tiếng, Hà Nhất Minh đành phải lấy lại thanh thần binh. Lực lượng của khối lỗi vô cùng cường đại, nhưng đáng tiếc là không thể nào tìm được thần binh thích hợp cho nó. Đem những thanh thần binh ở trên mặt đất thu lại. Mà dù những thanh thần binh này kém hơn ngũ hành hoàn cùng với hắc ám tỏa liên, nhưng mỗi một thanh đều không phải là vật bình thường. Ngay cả rơi vào tay của các đại tôn giả cũng sẽ trở thành báu vật chí bảo, cho nên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giơ nắm đấm lên, Hà Nhất Minh cách không đánh ra một quyền. Với lực lượng của hắn bây giờ, dù là cách không đánh ra, nhưng với hỗ trợ của chân khí cường đại cũng có thể tạo thành một cái hố to ở trên đảo. Sau đó, Hà Nhất Minh đặt thi thể của Gia Phỉ Nhĩ Đức vào trong đó, hai tay nhẹ nhàng huy vũ lấp chiếc hố đi. Vô luận là khi còn sống, Hà Nhất Minh cùng với Gia Phỉ Nhĩ Đức có thù oán như thế nào, thì một khi đã nằm dưới lòng đất thì không còn thù oán gì nữa. Cho nên, Hà Nhất Minh cũng không ngại mà chôn cất cho hắn. Cầm trên tay hai khối lôi chấn tử, ánh mắt Hà Nhất Minh thoáng có chút chần chừ. Bạch Mã Lôi Điện có lẽ có thể quang hóa được thần binh, nhưng Hà Nhất Minh lại còn có suy nghĩ có nên hay không để cho nó trực tiếp quang hóa lôi chấn tử. Bởi vì hắn cũng không biết một khi quang hóa được 10 khối lôi chấn tử thì còn có thể quang hóa tiếp được 6 khối lôi chấn tử nữa không. Cho nên để phương pháp ổn thỏa nhất chính là chờ thu thập đủ 20 khối lôi chấn tử rồi để Bạch Mã Lôi Điện tiến hành quang hóa một thể. Nhưng mà lúc này một chiếc đầu đưa lại gần mặt Hà Nhất Minh. Bạch Mã Lôi Điện đưa chiếc lưỡi thu to của nó liếm nhẹ lên bàn tay của hắn. Hà Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện vốn đã vô cùng ăn ý, cho nên khi thấy được động tác này của nó, hắn đã có thể đoán ra được suy nghĩ của nó. Lôi Điện, người muốn thử quang hóa lôi chấn tử sao? Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bạch Mã Lôi Điện không chút do dự gật nhẹ đầu, ánh mắt của nó tràn ngập quang mang mong chờ. Hà Nhất Minh chần chờ nửa ngày nói. Lôi Điện, quang hóa thần binh không phải là một chuyện dễ dàng. Trong tay La lúc này có 14 khối lôi chấn tử, nhưng trong tay Phất Lan Khắc Lâm còn có 6 khối nữa. Nếu ngươi bây giờ đem 14 khối lôi chấn tử quang hóa hết, như vậy đến khi ta thu thập được 6 khối kia, chỉ sợ ngươi chưa chắc có thể quang hóa thành công. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, nhưng khi nhắc tới việc thu lại 6 khối lôi chấn tử trong tay Phất Lan Khắc Lâm thì lại tràn ngập sự tự tin. Nếu để cho cường giả cùng giai nghe được những lời này của hắn, khẳng định sẽ nghĩ rằng hắn là một người cực kỳ cuồng vọng. Muốn từ trong tay một vị cường giả kiều kiều trọng thiên lấy được lôi chấn tử, đây là chuyện dễ lắm sao? Nhưng Hạ Nhất Minh lại vô cùng tin tưởng, bởi vì giờ phút này lực lượng của hắn chính là nguồn động lực để cho hắn có niềm tin như thế. Bạch Mã hơi nghiêng đầu, nó tựa hồ cũng đang lo lắng điều gì đó. Ánh mắt bảo chưa hơi chuyển động, nó từ trong lòng Hạ Nhất Minh nhảy ra đi tới trước mặt Bạch Mã Lôi Điện, cùng Bạch Mã Lôi Điện lẩm bẩm nửa ngày. Bạch Mã Lôi Điện lập tức phe phẩy đuôi, đôi mắt xinh đẹp của nó lộ ra quang mang sáng ngời nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Thở dài một hơi, Hà Nhất Minh vừa nhìn thấy ánh mắt của nó đã biết được nó đã hạ quyết tâm. Tuy nói quyết tâm này là do Bảo Trư mang lại, nhưng Hà Nhất Minh vẫn tôn trọng quyết định của nó. Cổ tay vung lên, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện trên tay. Thần niệm Hà Nhất Minh hơi đảo qua, 12 khối tử kim sắc nhất thời xếp thành hàng chữ nhất ở trên mặt đất. Từ khi Hà Nhất Minh nắm giữ được bí mật của không gian bên trong ngũ hành hoàn, hắn đã đem toàn bộ những đồ vật trọng yếu để vào trong đó. Ở trong ngũ hành thế giới có một không gian rộng lớn, ngay cả cửu long lô cũng có thể chứa được dễ dàng. Bởi vậy mới có thể thấy được không gian bên trong lớn tới mức nào à. 12 khối lôi chấn tử bỗng nhiên xuất hiện. Nếu là trong lúc đối địch đột ngột xuất ra thì đây chính là một sát chiêu. Đây chính là lễ vật mà Hạ Nhất Minh định tặng cho hai vị cường giả phương Tây. Nhưng đáng tiếc chính là hắn còn chưa kịp ra tay thì Vũ Gia lão tổ đã sử dụng uy lực của thần đạo phá vỡ quang ám hợp bích. Cầm trong tay hai viên lôi chấn tử đã tiêu hao lực lượng gần như cạn kiệt đặt xuống. Sau đó, Hà Nhất Minh túm lấy Bảo Trư đem nó lui lại phía sau. Đương nhiên, Hà Nhất Minh phóng thích năng lượng của lôi chấn tử ở trên nửa kia của hòn đảo. Hắn không muốn uy lực do lôi chấn tử phóng thích ra phá hủy đi mộ phần của Gia Phỉ Nhị Đức. Bạch Mã Lôi Điện đứng trước một đống lôi chấn tử. Nó nghiêng đầu suy nghĩ, tựa hồ đang lo lắng làm sao có thể quang hóa thần binh. Sau một lát, nó cúi đầu xuống. Chiếc sừng trên đầu lúc này xuất hiện một tia lôi điện màu tím cường đại. Sau đó, đạo lôi điện này nhanh chóng phóng về phía 14 viên lôi chấn tử. Chỉ trong chốc lát, đạo lôi điện đó đã hoàn toàn bao phủ lấy 14 viên lôi chấn tử.
Giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh bắt đầu có chút lo lắng. Mặc dù hắn xác định với thể chất của Bạch Mã Lôi Điện thì dù quang hóa thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng dù thế nào thì trong lòng hắn bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Lúc này, tại vị trí lôi điện bao phủ, vô số những ngọn lôi điện nhỏ phát ra âm thanh. Hạ Nhất Minh hơi nhăn mặt lại. Hắn biết quá trình quang hóa thần binh của Bạch Mã Lôi Điện cũng không phải là rất thuận lợi. Còn xa mới dễ dàng thoải mái như Bảo Trư quang hóa kiểu sĩ đinh ba. Bảo Trư ở trong lòng hắn lẩm bẩm vài tiếng. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu nhỏ của nó. Hắn trầm giọng nói. Bảo Trư, đây là do Bạch Mã lựa chọn. Không ai có thể trợ giúp nó. Cho dù là ta cũng không thể. Cùng với Bạch Mã ở chung một thời gian dài, Hạ Nhất Minh đã sớm cảm nhận được tính cách cao ngạo của nó. Một khi nó đã quyết định quang hóa lôi chấn tử, thì từ ánh mắt kiên định của nó, Hạ Nhất Minh cũng biết mình không thể lay chuyển được quyết định đó. Hắn có thể khẳng định, nếu như hắn ra tay trợ giúp Bạch Mã Lôi Điện quang hóa lôi chấn tử, thì dù thành công cũng dẫn tới duyên phận của hai bên chấm dứt từ đây. Bảo Trư tựa hồ cũng lĩnh hội được ý tứ của Hạ Nhất Minh. Nó lẩm bẩm kêu lên vài tiếng, tựa hồ đang biểu đạt ý kiến của mình. Khóe miệng Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười an ủi nói. Ngươi yên tâm, nếu thực sự tính mạng của lôi điện bị nguy hiểm, ta nhất định sẽ không đứng nhìn. Bảo Trư trong lòng hắn lúc này mới an tĩnh lại. Nó yên lặng quan sát tình hình phía trước, hai cái chân không hề an phận trà sát vào nhau. Cường độ lôi điện ở phía xa càng lúc càng nhiều. Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được giờ phút này Bạch Mã Lôi Điện đã thi triển ra toàn lực, không hề giữ lại chút nào. Một lúc lâu sau, hai mắt Hạ Nhất Minh chợt sáng lên. Ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Mặc dù thần niệm của hắn không thể xuyên qua khu vực lôi điện, nhưng hắn lại qua khe hở của lôi điện thấy được một viên lôi chấn tử bay về chiếc sừng của Bạch Mã. Sau đó quang mang chói mắt xuất hiện và biến mất. Trải qua một thời gian dài cố gắng, Bạch Mã Lôi Điện cuối cùng đã thành công quang hóa được một khối lôi chấn tử. Mà chỉ cần thành công quang hóa được một khối, như vậy những khối sau chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả nhiên, ánh mắt Bạch Mã Lôi Điện cũng trở nên thư thái hơn rất nhiều. Mặc dù lôi điện ở xung quanh không hề bớt đi, nhưng không khí tràn ngập xung quanh đã biến mất. Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh lẩm bẩm hoan hô một tiếng. Ngay cả Bách Linh Bát cũng hiện ra nụ cười hiếm hoi trên mặt. Chỉ có Vũ Gia Lão Tổ ở phía xa vẫn như trước không hề thể hiện cảm xúc gì. Qua nửa ngày sau, lôi điện cuối cùng đã hoàn toàn được triệt tiêu. 14 khối lôi chấn tử ở trên mặt đất đã tiêu biến toàn bộ. Bảo Trư vọt về phía trước, thoáng cái đã lao lên đầu của Bạch Mã Lôi Điện. Bốn chân của nó ôm chặt lấy chiếc sừng của Bạch Mã Lôi Điện. Nó hoàn toàn coi chiếc sừng này là một kiện bảo bối quý hiếm à. Hạ Nhất Minh tiến lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ của Bạch Mã Lôi Điện, trao đổi một chút thần niệm với Bạch Mã. Đồng thời hắn cảm giác được cảm giác vui mừng từ nó chuyển ra. Một lúc lâu sau, mọi người mới từ trong trạng thái vui mừng khôi phục lại như cũ. Cuối cùng, ánh mắt nhìn lại phần mộ của vị nhân đạo đỉnh phong và quang cảnh của hòn đảo. Hắn đưa tay ra hiệu cho Bách Linh Bát, sau đó bay người lên lưng Bạch Mã, vỗ nhẹ vào đầu Bảo Trư. Tiểu tử này lập tức hiểu được ý định của Hạ Nhất Minh. Nó dùng phương pháp trao đổi mà người ta không biết nói cho Bạch Mã, rồi Bạch Mã mở ra bốn vó chạy về phía xa. Mặc dù Bạch Mã Lôi Điện đã quang hóa được lôi chấn tử, nhưng nó cũng chưa dám thử nghiệm điều khiển thần binh ánh sáng để phi hành. Đừng nói là tốc độ học ban đầu, dù là Bạch Mã Lôi Điện muốn thử thì Hạ Nhất Minh cũng không dám cưỡi à. Bách Linh Bát tự nhiên là bay lên giữa không trung, còn Vũ Gia Lão Tổ thì bám sát theo đằng sau. Cũng không biết vì sao, thần đạo ngưng huyết nhân lại có thể sử dụng thần binh ánh sáng để phi hành. Điều này mang tới cho Hạ Nhất Minh một tia hy vọng. Hắn hy vọng một ngày nào đó, thần đạo ngưng huyết nhân có thể thích ứng được với cơ thể của Vũ Gia Lão Tổ. Từ đó, hắn sẽ khống chế được lực lượng dưới thần đạo, đủ để đối chiến với nhân đạo đỉnh phong cường giả. Mặt biển không ngừng có những ngọn sóng nhấp nhô, mặt trời mọc ở phía đông rồi lặn ở phía tây. Hai ngày sau, trong một khu hải vực, nước biển đột ngột bắn tung lên. Một đạo thân ảnh màu đen từ trong biển lao ra. Ánh mắt của hắn nhìn về bốn phía xung quanh, sau đó chăm chú nhìn về phía hòn đảo nhỏ đã bị chia làm hai. Người này chính là Cát Ma Phàm Thủ. Sau khi trải qua hai ngày, hắn liền quay trở lại nơi này để tìm kiếm một ít dấu vết để có thể bám theo Gia Phỉ Nhị Đức để tìm cơ hội ám sát. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy hòn đảo đã bị chia ra làm hai phần, trong lòng rung động vô cùng lớn. Hai ngày trước, mặc dù hắn đã rời đi xa, nhưng thiên địa chi khí dao động kịch liệt lại không thoát khỏi được cảm ứng của hắn. Chỉ là loại biến hóa của thiên địa khí quá mức cường đại, thậm chí còn cường đại tới mức
làm cho lòng hiếu kỳ quay lại tìm hiểu của hắn cũng không có. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu bản thân quay trở lại trong lúc này, như vậy sẽ phát sinh ra chuyện làm cho hắn phải hối hận cả đời. Cứ như vậy mãi 2 ngày sau, hắn mới cẩn thận quay lại nơi này. Chứng kiến cảnh tượng nơi đây lại càng làm cho hắn kinh tâm động phách. Bả môi hơi run run thì thào nói: chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thật sự là cường giả thần đạo xuất hiện sao? Lúc này, thân hình nhanh chóng chớp lên. Càng ngày hắn giống như thiểm điện, trong nháy mắt đã đến một phần của hòn đảo. Ánh mắt căn ma phàm thủ nhanh chóng đảo qua. Hắn chỉ cần nhìn qua một vòng đã lập tức thấy được một phần mộ mới được lập lên. Sau một hồi đại chiến mà còn có người ở đây lập mộ, điều này không khỏi làm cho người ta quá sợ hãi. Ở thế giới phương Đông, đào mộ người khác không nghi ngờ gì là chuyện kiêng kỵ nhất. Nhưng cắt ma phàm thủ giơ tay lên, hắn không chốt do dự, liên tục huy vũ 2 tay để khai quật phần mộ này. Chỉ thoáng qua một lúc, người nằm ở bên trong phần mộ này đã hoàn toàn hiện ra. Hắn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Sắc mặt cắt ma phàm thủ nhất thời thay đổi, khuôn mặt này không hề xa lạ với hắn. Mới chỉ 2 ngày trước, hai người còn đánh nhau một trận sống chết. Vì vinh dự của hắc ám thế giới, cùng với mâu thuẫn về khôi lỗi của Vũ Gian lão tổ, bọn họ đều dùng 100 phương ngàn kế để dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng đáng tiếc là, khi hai cường giả phương Tây thi triển ra quang ám hợp bích, hắn lập tức lựa chọn cách rút lui, cho nên không biết được những phát sinh tiếp theo. Tuy nhiên, nhìn thấy thi thể này, hắn khẳng định mình đã bỏ lỡ một điều gì đó thú vị. Cúi đầu xuống nhìn thi thể, Cát Ma Phàm Thủ cẩn thận xem xét một chút thi thể của Gia Phỉ Nhị Đức, sắc mặt của hắn dần ngưng trọng hơn. Trên thi thể của Gia Phỉ Nhị Đức, ngực và bụng đều có những vết thương không thể vãn hồi nổi, hơn nữa một tay một chân của hắn còn bị khiết thiếu. Dù Cát Ma Phàm Thủ có nghĩ vỡ đầu cũng không biết là dưới tình huống thế nào mới có thể xuất hiện thương thế lớn như vậy. Liên tưởng tới ngày đó, cảm nhận được biến hóa của thiên địa chi lực, sắc mặt lão nhân mơ hồ trắng bệch lại. Thần đạo đã không còn có khả năng xuất hiện ở trên thế giới này. Chuyện này mấy ngàn năm qua đều được tất cả các cường giả công nhận. Bởi vì trên thế giới này đã không còn đủ thiên địa chi lực để có thể bồi dưỡng ra cường giả nhân đạo nữa. Hắn lặng lẽ nhìn thi thể trước mặt, hai mắt mơ hồ sáng lên, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, hai tay nhẹ nhàng vung lên, đất cát vừa nãy bị đào lên lại được lấp xuống. Hai tay của hắn nhanh chóng tạo thành hình chữ thập, hướng về phía phần mộ, cung kính cúi chào một lần. Sau đó, hắn xoay người rời đi, cho đến khi biến mất khỏi đường chân trời. Phương hướng của hắn rời đi không phải là phương Tây như Hạ Nhất Minh và Phất Lan Khắc Lâm, mà chính là đại lục phương Đông. Vì cường giả nhân đạo đỉnh phong được xưng là thiên hạ đệ nhất thích khách này, từ hồ đã buông tha cho ý định truy giết đối thủ. Lúc này từ phía xa, tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện đột nhiên chậm lại. Đôi mắt xinh đẹp của nó chớp động quang mang kỳ dị, miệng khẽ kêu lên một tiếng. Từ hồ như nó đối với Bảo Trư coi chiếc rừng của mình là bảo bối có chút oán giận. Từ khi rời khỏi hòn đảo, bọn họ cứ đi theo phương hướng Bảo Trư chỉ điểm, điên cuồng đuổi theo Phất Lan Khắc Lâm. Cũng không biết có phải là Bảo Trư có thể đánh hơi được mùi của Giáo Hoàng Bệ Hạ, hay là nhờ vào vô số bảo khí ở trên người Phất Lan Khắc Lâm để truy tung. Tóm lại, dưới sự trợ giúp của Bảo Trư, bọn họ đuổi theo một quãng đường rất dài, nhưng mãi cho đến giờ phút này vẫn không thấy được tung tích của Giáo Hoàng Bệ Hạ. Bảo Trư lẩm bẩm vài tiếng, tự hỏi như nó đang biện hộ cho hành động của mình. Bất quá, thanh âm của nó cũng không hề che giấu một tia cảm giác buồn bực. Hai đầu thanh thú liên thủ với nhau, không thể nghi ngờ gì chính là một tổ hợp truy tung tốt nhất thế giới. Một con thì có cái mũi độc đáo nhất thiên hạ, vô luận là ai chỉ cần lưu lại khí tức, như vậy dù hắn có chạy đến đâu thì cũng vẫn bị Bảo Trư lẩn ra. Còn một đầu thánh thú thì có tốc độ cực nhanh, không nghi ngờ gì tốc độ nó là thiên hạ vô song. Cho dù Bạch Mã Lôi Điện không thể thuần thục phi hành, nhưng tốc độ của nó cũng không phải ai cũng theo kịp được. Tuy nhiên, tất cả những điều này từ hồ bây giờ đều mất tác dụng. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định là Phất Lan Khắc Lâm đã phát hiện ra mình đang đuổi theo, hoặc là vị thần điện giáo hoàng này trong lúc đào tẩu đang nghĩ tới mình không thể bỏ qua cho hắn, nên lộ tuyến di chuyển của hắn tương đối cổ quái. Cho dù là Bảo Trư trợ giúp truy tung thì cũng là lúc lên cao khi lại xuống thấp, có đoạn lại chui xuống lòng biển, tần suất chuyển hướng rất cao, làm cho Hạ Nhất Minh phải âm thầm sợ hãi. Đến tận lúc này hắn có thể khẳng định Bảo Trư truy tung tuyệt đối không phải do nhờ vào khí tức của đối phương, mà nhờ vào năng lực tầm bảo của nó. Nhờ có thiên phú về mặt này cho nên mới có thể theo sát không rời từng bước đi của Phất Lan Khắc Lâm. Nếu như dựa vào Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện
thì sớm đã bị mất dấu của hắn. Lúc này, Bảo Chư đột nhiên nhếch cái mũi lên, ánh mắt của nó hiện ra quang mang vui mừng lẫn sợ hãi. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm mừng nói: "Bảo Chư, chúng ta đuổi theo." Bảo Chư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nó gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó lẩm bẩm kêu lên một hồi. Hạ Nhất Minh vỗ vỗ đầu, phương pháp biểu đạt ý tứ của tiểu tử này đúng là cổ quái, không ai đoán ra được. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không có gì phải lo lắng. Ở trong đội ngũ của hắn có một người gần như không gì là không thể phiên dịch được. Bách Huỳnh, Bảo Chư nói gì vậy? Nó nói, chúng ta gặp phải hai đầu thanh thú vương. Hai đầu thanh thú vương này sau một hồi chiến đấu với nhau đã làm cho khí tức của Phất Lan Khắc Lâm bị che đi. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi trao lại. Không tìm được hắn sao? Bảo Chư lẩm bẩm vài câu, điều bộ ướn ngực của tiểu tử này trông vô cùng tức cười. Có thể tìm được, nhưng phải đuổi hai đầu thanh thú vương này đi. Khí tức của bọn chúng quá mạnh mẽ, ảnh hưởng tới phán đoán của Bảo Chư. Như vậy thì đuổi chúng nó đi thôi, Hạ Nhất Minh lãnh đạm nói. Nếu chúng thức thời thì không, còn nếu không thì... Bách Linh Bát yên lặng nhìn hắn một lúc nói. Đây là hai đầu thanh thú vương của hải ngoại. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, trên mặt nổi lên nụ cười khổ. Vận khí của Phất Lan Khắc Lâm thật là không tồi, ở trong vùng biển rộng lớn lại có thể gặp được hai đầu hải ngoại thánh thú vương. Nếu như ở trên lục địa thì cho dù là linh tượng bộ tộc cũng chỉ có linh tượng vương cùng với hắc sa vương giả của Bồng Lai Tiên Đảo thì Hạ Nhất Minh đều không để trong mắt. Nhưng hải ngoại thánh thú vương thì không giống như nội hải thánh thú vương. Độ hung hiểm của hải ngoại thánh thú vương hơn xa so với nội hải. Những sinh vật càng cường đại thì đều sinh tồn ở xa vùng nội hải. Đồng dạng, những thánh thú có thể xưng bá ở trên biển hoặc dự bị thánh thú vương giả đều là những thánh thú đỉnh phong. Ở trong nội hải cùng đại lục, muốn đạt tới thánh thú đỉnh phong thì phải có thần thú huy mạch, nhưng ở ngoại hải thì quy tắc này đã bị phá vỡ. Hải ngoại thánh thú vô cùng cường đại, vô luận là thực lực hay sống lâu đều đạt tới tình trạng mà thánh thú ở hai nơi kia không thể so sánh được. Trong tất cả các thánh thú, một khi sinh ra thánh thú vương, vậy bản thân nó có kinh nghiệm chiến đấu kinh người, tựa lực lượng lại không hề kém Bạch Mã Lôi Điện. Khẽ hừ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Phất Lan Khắc Lâm cố ý lẩn trốn. Bất quá, hắn làm sao có thể né tránh được hai đầu hải ngoại thánh thú này mà rời đi. Hải ngoại thánh thú vương là tồn tại vô cùng cường đại. Hễ chung quanh người chúng nó có cường giả cùng giai thì khẳng định sẽ bị coi là khiêu khích uy quyền của nó. Hơn nữa, chúng nó không thể nhận ra được sự tồn tại của Thần Điện Giáo Hoàng. Nếu Phất Lan Khắc Lâm bị chúng phát giác ra hành tung thì khẳng định sẽ bị dây dưa. Nhưng xung quanh vùng biển này lại vô cùng yên tĩnh. Hạ Nhất Minh khẳng định nơi này chưa từng phát sinh ra trận chiến nào mãnh liệt. Nếu không thì ở trong không trung đã tràn ngập khí tức cùng thiên địa chi lực dao động, làm sao có thể yên tĩnh như thế này được. Ma thuật của Thần Điện Phương Tây có lẽ có thể trợ giúp hắn che giấu hành tung, Bách Linh Bát trầm giọng nói. Ngươi định làm sao bây giờ? Ánh mắt Hạ Nhất Minh dừng lại trên người Vũ Gian Lão Tổ. Hắn dùng thần niệm hỏi Quang Huynh Huyết Nhân. Bọn họ đã đuổi theo một chặng đường không biết bao nhiêu ngàn dặm. Mặc dù vẫn ở trên biển, nhưng thiên địa chi lực ở đây so với hòn đảo nhỏ khi trước thì nồng đậm hơn rất nhiều. Điều này nói rõ, chỉ cần Vũ Gian Lão Tổ nguyện ý, khẳng định hắn có thể xuất ra một kích kinh thiên của thần đạo cường giả. Một khi xác định được điều này, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ đầu ngựa, từ trên người Bạch Mã Lôi Điện nhất thời tỏa ra khí thế cường đại. Còn Hạ Nhất Minh cũng đồng thời đem khí thế của mình phóng thích ra, không hề bảo lưu. Một người một ngựa đã sớm trở nên vô cùng ăn ý. Khí thế của cả hai giao hòa với nhau, giống như ngũ hành chi lực hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa còn có xu thế dung hợp lại. Kỳ thật, nếu nói về trình độ phối hợp ăn ý mà nói, bọn họ còn xa mới đạt được như khi còn ở trên đại lục. Dù sao, hành trình năm hải lần này đã làm thực lực của bọn họ tăng trưởng nhanh chóng, đạt tới tình trạng không thể tưởng nổi. Thực lực tăng trưởng nhanh làm cho cả hai đều không kịp thích ứng với lực lượng của đối phương, cho nên muốn phối hợp hoàn mỹ thì phải mất vài tháng ở chung mới được. Tuy nhiên, chính bởi vì thực lực của cả hai cường đại tới cực điểm, cho nên dù là phối hợp không ăn ý cho lắm, nhưng khí thế phóng thích ra vẫn vô cùng cường đại, cho dù là không thể so với dĩ vãng. Trên mặt biển lập tức bị khí thế tạo thành những gợn sóng hình tròn. Đây là do khí thế đã tích xúc tới cực điểm, sau đó lại bộc phát ra. Giờ phút này, khí thế của cả hai thậm chí còn gần như đã được thực thể hóa. Bên dưới lòng biển lập tức dao động, hai con thánh thú vương cũng không chút nào chịu kém, đem khí thế của chúng phóng thích ra. Dù là bên trong hải ngoại thì hai đầu thánh thú vương này cũng rất ít gặp phải khiêu chiến,
Thế vậy mà lần này từ trong nội hải lại có một tên to gan lớn mật tiến nhập địa bàn của chúng. Hơn nữa, tên này còn phát ra khí tức mang theo để ý mãnh liệt, hiển nhiên làm cho bọn chúng vô cùng tức giận. Hai cỗ khí tức mang theo lửa giận nhanh chóng tiến về phía đám người Hạ Nhất Minh. Theo sau đó là nước biển xung quanh ba động mãnh liệt. Chỉ nhìn qua một chút, Hạ Nhất Minh đã biết, khẳng định là hai con hải ngoại thánh thú vương sắp xuất hiện. Sóng biển như bị một vật gì đó đập phá làm vỡ ra. Sau đó nước biển rẽ sang hai bên để lộ ra hai con thánh thú to lớn. Thể hình của hải ngoại thánh thú vương không thể nghi ngờ gì chính là vô cùng lớn. Nếu đem bạch mã lôi điện so sánh với chúng thì là quá nhỏ bé. Bất quá, khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy hai đầu thanh thú này, bản thân hắn hơi ngẩn ra một chút, do đó ánh mắt nổi lên một tia quái dị. Mà bạch mã lôi điện lại hí lên một tiếng thật dài, trong thanh âm tràn ngập niềm vui. Tựa hồ khi gặp được hai con thánh thú vương này, nó phi thường cao hứng. Hai đầu thánh thú trước mặt này lại rất quen thuộc. Trong đó có một đầu thánh thú thân hình hẹp, dài tới 10 trượng, bên dưới có 8 cái chân thật lớn, cách đầu thì hung hãn, giống như một con ngạc ngư biến dị, gây cho người ta áp lực rất lớn. Còn con quái thú kia thì lại càng quen thuộc. Đây chính là một loại sinh vật biển nhuyễn thể, có 8 cái xúc tua dài hơn 10 mét, chiếc đầu lộ lên khỏi mặt biển, làm cho người ta chỉ nhìn qua một cái là biết đây là trương ngư. Nếu nói về thể tích thì nó giống như con ngạc ngư, đều hơn xa những con vật bình thường. Và nhìn thấy vậy, Hà Nhất Minh lập tức nghĩ tới lúc bạch mã lôi điện vừa tấn chức thánh thú, hai người đã hưng phấn chạy ra hải ngoại, kết quả gặp ngay đầu trương ngư thánh thú vương. Nó tự hồ nhìn ra được đầu bạch mã lôi điện có huyết mạch thần thú, cho nên muốn lưu nó lại. Lúc ấy không nhờ vào thần khí cựu long lô, cho nên mới đẩy lui được. Nếu không, ngày xưa không thể thuận lợi thoát khỏi cảnh bị con thú vương này dây dưa. Chỉ là Hà Nhất Minh nhớ rõ rằng ngày xưa tuy không làm cho gia hỏa này chết cháy, nhưng ít nhất cũng làm nó bị mất một xúc tua, vậy mà giờ nhìn lại thì vẫn còn đầy đủ. Hắn trầm ngâm một chút, lập tức hiểu được nhuyễn hải thể quái có năng lực phục sinh những bộ phận bị mất. Sau khi con hải quái thánh thú vương nổi lên, tự hồ như chúng hơi run sợ một chút, đặc biệt là đầu ngạc ngu thánh thú vương, ánh mắt đã lộ ra một tia do dự. Nó đã từng thể nghiệm qua uy lực của bạch mã lôi điện, biết được đầu thánh thú này không hề kém hơn mình. Hơn nữa dù là sinh vật nào thì đối với lôi điện chi lực đều có một loại cảm giác sợ hãi trời sinh. Huống chi con ngạc ngư vương này đã sinh tồn mấy ngàn năm, nó có trí thông minh nhất định, cho nên trong đầu lập tức có ý định thoái lui. Mà đầu trương ngư thánh thú vương lại phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, chiếc đầu to lớn của nó run rẩy kịch liệt, nước biển xung quanh lập tức bị quậy tung lên, 8 cái xúc tua giống như 8 cánh tay thô to vũ động. Chỉ chốc lát, nó đã không còn nhẫn nại nổi mà chủ động vươn xúc tua đánh về phía Hạ Nhất Minh cùng bạch mã lôi điện. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn giơ tay lên, từ trên bàn tay mơ hồ tỏa ra khí tức quang và ám. Quang minh cùng hắc ám lực lượng sau khi tổ hợp lại một chỗ thì trở nên vô cùng cường đại. Đây là chênh lệch về lực lượng, cũng không chỉ đơn thuần là độ mạnh yếu giữa các thế lực cùng giai. Khi cảm nhận được điều này, Hạ Nhất Minh không chốt do dự mà bỏ qua ngũ hành chi lực, ngược lại còn nghiên cứu sâu hơn về hai cỗ lực lượng này. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc, nhưng dù sao hắn cũng chính mắt thấy được hai vị cường giả phương Tây sử dụng quá trình quang ám hợp nhất. Quá trình này đối với những người khác mà nói thì không có giá trị gì, nhưng đối với ai có đồng thời quang ám thân thể, hơn nữa có cả quang minh thần lực và hắc ám thần lực thì thu hoạch lại rất lớn. Từ trên tay hắn, quang ám thế giới chậm rãi hình thành, hơn nữa còn hình thành một đồ án thái cực. Ở thế giới này, hắn cùng với các cường giả phương Tây có cách làm hoàn toàn bất đồng, nhưng sau khi đem hai loại lực lượng này dung hợp với nhau thì không có bất cứ khác biệt nào. Ngay lúc Hạ Nhất Minh đang đem quang minh và hắc ám dung hợp làm một, bạch mã lôi điện đã đi trước một bước phóng thích ra lôi điện chi lực. Không biết có phải do nguyên nhân gặp lại cửu nhân hay không, mà bạch mã lôi điện phóng ra lôi điện có uy lực không hề kém. Nó vừa ra tay đã là sát chiêu cường đại. Một đạo hư ảnh của bạch mã được tạo bằng lôi điện nhanh như chớp tấn công về phía xúc tu đang hướng tới. Một tiếng nổ thật lớn nhất thời vang lên. Hư ảnh của bạch mã lôi điện là tuyệt chiêu mạnh nhất của nó, nhưng mọi khi nếu không tới lúc quan trọng nhất thì nó sẽ không bao giờ xuất ra. Thế mà giờ phút này nó không chút do dự đánh ra. Bởi vậy mới có thể thấy được, đối với lần tao ngộ trước đó nó không hề cam lòng. Trương ngư thánh thú vương kêu lên một tiếng kinh thiên động địa, chiếc đầu to lớn của nó không ngừng lắc lư như bị điên lên. Lôi điện đánh trúng xúc tua lại càng làm cho nó trong nháy mắt đã bị nổ tung thành hai đoạn.
Mặc dù loại sinh vật này có khả năng phục sinh lại một bộ phận nào đó trên thân thể, nhưng dù là ai thì khi một bộ phận bị phá hủy đều cảm thấy không hề dễ chịu. Trừng ngư thánh thú vương phẫn nộ giơ lên 7 chiếc xúc tua còn lại. Trên mỗi loại chiếc xúc tua đều hiện lên những chiếc lỗ hút đen ngòm. Bên trong những cái lỗ hút đó đều có một lượng lớn thủy tiễn. Chỉ thoáng cái, vô số thủy tiễn đã bay về phía bọn họ. Mỗi một cái thủy tiễn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Những tiếng xé gió bén nhọn vang lên, bao phủ hết thảy mọi thứ vào trong đó. Trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay Hạ Nhất Minh thoáng lên, đồ án thái cực do quang ám hợp nhất liền bay lên cao, lấy bản thân hắn làm trung tâm rồi khuếch tán ra ngoài. Quang ám lực lượng sau khi dung hợp lại chính là đại biểu cho lực lượng vượt qua nhân đạo đỉnh phong cường giả. Mặc dù giờ phút này Hạ Nhất Minh phóng xuất ra lực lượng rất yếu, còn xa mấy cường đại như hai người Phất Lan Khắc Lâm và Gia Phỉ Nhĩ Đức thi triển, nhưng chỉ một chút lực lượng đó cũng đủ để hóa giải đợt tấn công này của con trường ngư. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu một cái. Quang ám lực lượng trong tay hắn chợt bắn ra, ở giữa không trung hình thành quang quyển có lực lượng cường đại bao trùm lấy con trường ngư thánh thú. Đầu trường ngư hơi sửng sốt một chút. Mấy ngàn năm sinh sống, nó chưa từng gặp quan lần đối chiến nào như vậy. Mà dù nó mơ hồ cảm giác được loại lực lượng này có uy lực tương đối cường đại, nhưng mà hải ngoại thánh thú vương tương đối cao ngạo, cho nên nó không thể chưa chiến đã bỏ chạy. Một cái xúc tua từ trong biển chợt bay lên, giống như một chiếc trường tiên dài hơn 10 trượng đánh về phía quang ám lực lượng. Quang ám lực lượng hơi dao động, giống như một bàn tay bắt giữ lấy chiếc xúc tu đó. Vô luận thánh thú vương có dãy ruộng như thế nào thì cũng không thể rút chiếc xúc tua nó lại. Mắt nhìn thấy lực lượng kinh khủng đó sắp hạ xuống, đầu thánh thú vương bất chấp mặt mũi đem chiếc xúc tua bị bắt giữ cắt đi. Thiếu hai chiếc xúc tua, thân hình của trương ngư thánh thú vương hơi chầm xuống, thân thể cao lớn của nó còn muốn chìm vào trong lòng biển. Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ngủi đã làm cho nó mất đi hai cái xúc tua. Mặc dù đầu hải quái thánh thú vương còn chưa kịp đem thực lực kinh khủng của mình thi triển ra, nhưng với trí tuệ của nó thì cũng nhìn ra một người một thú này có thực lực không kém hơn nó. Dưới tình huống đó, nó cùng với ngạc ngư thánh thú vương đều có lựa chọn giống nhau, nhanh chóng tránh đi. Hải ngoại thánh thú vương mặc dù hung hãn vô cùng, nhưng chúng lại càng thêm thức thời. Tuy nhiên đúng lúc này Vũ Gian lão tổ đã động. Hắn đưa cánh tay ra trước, chỉ bất quá cũng không giơ lên cao mà chỉ chặt ngang ở trước người. Thiên địa chi lực khổng lồ nhất thời tuôn ra, chẳng diện rung động lòng người một lần nữa xuất hiện trên biển cả. Vô cùng vô tận lực lượng tập trung lại phía Vũ Gian lão tổ. Cánh tay của hắn trong nháy mắt đã ngưng tụ một cỗ lực lượng có uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng nổi. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên, hơi hoảng hốt một chút, trong đầu hắn có thêm một ý niệm mới. Năng lực hấp thu thiên địa khí này thuộc về phạm chủ của thần đạo. Nhưng trong mơ hồ, Hạ Nhất Minh lại có cảm giác kỳ lạ, đó là hắn cũng có thể làm được. Tại một khắc, trong đan điển hắn ngưng tụ tất cả các loại lực lượng. Tựa hồ nếu đem tất cả các loại lực lượng này ngưng tụ lại quanh người, sau đó nếu có thể tái hiện lại một màn kia, thì như vậy hắn có thể sẽ đạt được uy lực gần như Vũ Gian lão tổ. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, thì thiên địa chi khí đang ngưng tụ xung quanh Vũ Gian lão tổ đã được xuất ra. Biển cả mênh mông giống như một đao từ trên trời rơi xuống chém làm hai nửa. Sóng biển ngập trời, nhưng tất cả những thứ này lại nhuộm một màu không phải là máu, làm cho người khác nhìn mà giật mình. Một kích này của Vũ Gian lão tổ tuy không đem cả khu hải vực này làm cho thiên hôn địa ám, nhưng lại dễ dàng chạm vào trương ngư thánh thú vương. Sau đó tất cả mọi người đều thấy được con thánh thú vương cường đại kia giống như một tờ giấy dễ dàng cắt ra làm đôi. Chiếc đầu to lớn của con trương ngư bị phá vỡ, tuôn ra một lượng lớn chất lỏng màu đen như mực. Trong nháy mắt, chất lỏng này đã lan ra, biến cả một khu hải vực thành màu đen. Hạ Nhất Minh nhíu mày một cái. Mặc dù hắn đã sớm biết trong cơ thể trương ngư thánh thú vương khẳng định có một loại chất lỏng màu đen, nhưng số lượng nhiều như vậy thì đã vượt qua khỏi tầm đoán của hắn. Thân thể trương ngư thánh thú vương liều mạng nhúc nhích, tựa hồ như đang cố giãy giụa trước khi chết. Nhưng tất cả đều thấy được hành động này chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Bất quá đầu thánh thú vương cũng thật là xui xẻo, với thân thể khổng lồ của nó nên chiến đấu cùng giai hoặc cao giai thánh thú thì cũng chiếm được tiện nghi tương đối lớn, chỉ là khi gặp phải Vũ Gian lão tổ thì đây lại là một khuyết điểm chí mạng. Thể tích khổng lồ của nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ, đối mặt với một kích kinh thiên động địa đủ để cho mọi người phải thần phục thì nó ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Nhưng nếu đổi lại là thân hình nó nhỏ nhắn như bạch mã lôi điện, như vậy dưới một đòn này của Vũ Gian lão tổ thì nó vẫn còn đường sống.
nhưng đáng tiếc là ngoài hải thánh thú vương lại có thể tích không hề nhỏ như vậy. Lúc này, quay đầu nhìn sang bên cạnh một cái, hàng lông mày của Hạ Nhất Minh hơi nhíu lại. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nếu thần đạo ngưng huyết nhân đã thi triển ra lực lượng giống như một thần linh, thì hắn là đầu thánh thú vương còn lại sẽ chạy trốn. Nhưng ngoài dự đoán chính là, con ngạc ngu thánh thú vương lại thu nhỏ thân thể lại. Mà dù nó không thể tiến hành công kích, nhưng cũng không có ý định bỏ chạy. Mà trong ánh mắt của nó tràn ngập quang mang sợ hãi, nhìn về phía thần đạo ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh tức giận hừ một tiếng, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ đầu thánh thú vương này đã nhìn ra được một chút bí ẩn trong đó. Thần đạo ngưng huyết nhân chỉ tiện tay đánh một đòn đã có uy lực thiên hạ vô song, nhưng sau một kích đó thì trong phương viên trăm dặm thiên địa chi khí đều khô kiệt, không còn khả năng đánh ra kích thứ hai. Hơn nữa, loại thiên địa chi khí tiêu hao hầu như không còn, đối với người tu luyện mà nói sẽ trở thành gánh nặng quá lớn. Do bọn họ không thể tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung cho tiêu hao, nên Hạ Nhất Minh cũng không muốn tốn nhiều công phu để giết chết đầu thánh thú vương này. Đối với hắn mà nói thì lúc này không có gì trọng yếu hơn việc đuổi theo Phất Lan Khắc Lâm. Chỉ là khi nhìn thấy đầu thánh thú vương đang ngơ ngác này, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than nhẹ một tiếng. Hắn vỗ lên lưng Bạch Mã, một người một thú lại tỏa ra khí thế cường đại. Nếu giao hòa này vẫn tiếp tục không đi, như vậy hắn cũng chỉ đành chấp nhận hao hết chân khí cũng phải lưu nó lại. Về phần phải bù đắp chân khí tổn hao, chỉ sợ khi rời khỏi trăm dặm ấy quyết định. Lúc này, tựa hồ như cảm ứng được uy hiếp phát ra từ người Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện, đầu hải ngoại thánh thú vương này liền mở ra chiếc miệng đỏ như máu, kêu lên một tiếng thật to. Tuy nhiên, tiếng kêu này của nó lại không hề làm cho Hạ Nhất Minh có cảm giác bị khiêu khích, mà ngược lại bên trong đó còn bao hàm ý tứ thần phục. Hơi giật mình, Hạ Nhất Minh vội vàng kẹp chân vào bụng Bạch Mã, để Bạch Mã tạm thời đình chỉ việc tích tụ lôi điện. Hắn nhìn chằm chằm vào đầu thánh thú vương, chỉ thấy đôi mắt đen thui của nó nhìn về phía thần đạo ngưng huyết nhân. Chiếc đầu của nó áp xuống hai chân trước, mặc dù há to miệng kêu lên, nhưng khí tức lại không còn nửa điểm bạo phát. Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía thần đạo ngưng huyết nhân. Con khôi lỗi này vẫn giống như trước, ở trên người nó không có bộc phát ra khí tức vương giả. Gương mặt thì lạnh lùng, không có nửa điểm tình cảm. Nếu như không phải đang đứng lơ lửng trên không, thì so với Bách Linh Bát còn giống một pho tượng hơn. Bạch Huỳnh, người nhà có hiểu nó nói gì không? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Ngôn ngữ của nó cũng không phức tạp, Bách Đình Bát từ từ nói. Trong tư liệu siêu tầm của ta cũng có loại ngôn ngữ này. Hả? Ngươi hỏi nó tại sao không bỏ trốn xem? Hạ Nhất Minh sảng khoái hỏi. Thánh thú vương có trí tuệ cực cao, điểm này chỉ cần nhìn lúc nó cùng Hạ Nhất Minh giao thủ là có thể dễ dàng đoán được. Chỉ cảm thấy hơi có chút khác thường liền xoay người bỏ chạy, hơi giống với thiên hạ đệ nhất thích khách Hoàng Tuyển lão tổ. Nhưng lúc này đầu thánh thú vương lại không hề giống với bình thường, tự nhiên là Hạ Nhất Minh có chút tò mò hỏi. Từ trong miệng Bách Linh Bát cũng phát ra một loại âm thanh giống như của ngạc ngư thánh thú. Đầu thánh thú vương này đối với việc Bách Linh Bát có thể hiểu ngôn ngữ của nó tựa hồ cũng không thấy kỳ quái, mà nó trao đổi với hắn một cách tự nhiên. Sau một lát, đôi mắt giống như bảo thạch của Bách Linh Bát sáng lên. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, hắn biết chỉ có lúc gặp đại sư Bách Linh Bát mới có biểu hiện này. Nó nói thế nào? Nó nói thần đạo ngưng huyết nhân là thần đạo chi vương, đối với hành động mạo phạm vừa rồi nó rất lo lắng. Ngữ điệu của Bách Linh Bát mang theo một loại cảm giác kỳ dị hiếm thấy. Cái gì mà thần đạo chi vương? Hạ Nhất Minh không hiểu hỏi. Bên ngoài hải ngoại có một hòn đảo nhỏ, đám thánh thú vương gọi đó là thần đảo. Trên thần đảo có một nhân vật thần thông quảng đại, thực lực tương đương với thần đạo ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh hít một hơi khí lạnh, hắn lập tức nói. Điều này không có khả năng. Thần đạo ngưng huyết nhân thi triển ra thực lực là thần chi lực lượng chính thức. Trong nháy mắt hấp thu thiên địa chi lực khổng lồ, đem chúng phát ra một kích khai sơn liệt hải, long trời lở đất. Đứng trước cỗ lực lượng này, bất cứ loại lực lượng nào dưới thần đạo, cho dù là Gia Phỉ Nhĩ Đức cùng Phất Lan Khắc Lâm phóng xuất ra quang ám hợp bích cũng không có khả năng chống cự. Có lẽ quang ám hợp bích là loại lực lượng cũng không hề kém hơn thần đạo chi lực của thần đạo ngưng huyết nhân, nhưng cường độ lực lượng của song phương lại chênh lệch quá lớn. Hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả dù có đem tất cả các loại lực lượng của bản thân thi triển ra thì cũng không cách nào chống lại thiên địa chi khí trong vòng trăm dặm tụ lại. Nhưng mà khi nhìn thấy một màn kinh khủng vừa rồi, đầu thánh thú vương kia lại nói ở trong hải ngoại có một người nắm giữ thực lực như vậy, chính vì thế mới làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng khó tin. Nó không nói dối, Bách Linh Bát bình tĩnh đáp.
Hà Nhất Minh trầm ngâm chốc lát, sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi. Nếu đầu thánh thú vương này nói thật, như vậy trong hải ngoại còn có một vị cường giả thần đạo tồn tại. Thế nhưng, thần đạo đã biến mất mấy ngàn năm rồi. Hơn nữa thiên địa chi khí trên đại lục đã yếu đi rất nhiều, cho nên không có khả năng sinh ra được một cường giả thần đạo nữa. Điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ được. Ở trong sinh tử giới có thiên địa chi lực hùng hậu như vậy, mà ngay cả Thánh Long đại nhân cũng phải thất bại trong quá trình tấn giai thành thánh thú. Bởi vậy mới thấy được thiên địa chi khí ở trên đại lục vô cùng thiếu thốn. Hắn mới quả quyết thế giới này căn bản không có ai đủ khả năng tấn giai thần đạo. Trong lòng hơi động, Hà Nhất Minh ngẩng đầu nói: Bách huynh, người trong thế hệ thần đạo trước kia liệu còn sống trên đời không? Không có khả năng. Thanh âm của Bách Linh Bát không có nửa điểm dao động nói: Loài người khác biệt với linh thú, dù là người trong thần đạo cũng không thể sống qua 5.000 năm. Hà Nhất Minh cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Bách Linh Bát. Khoảng cách từ khi thần đạo biến mất đến nay cũng chừng 5.000 năm lịch sử. Nếu như khi đó đã là người trong thần đạo thì hôm nay khẳng định là số mệnh đã hết. Loài người chính là loài người, khả năng sống lâu không thể giống với linh thú. Ngẩng đầu nhìn về phía thần đạo ngưng huyết nhân, Hà Nhất Minh thì thảo nói: Chẳng lẽ là thần thú có hình thể giống với loài người sao? Chỉ có thần thú mới có khả năng sống lâu như thế. Nhưng từ trong biểu hiện của đầu thanh thú vương kia có thể biết, cường giả kia có ngoại hình giống như loài người. Đôi mắt của Bách Linh Bát lóe lên quang mang. Bất quá hắn cũng không cho ra đáp án nào, bởi vì chuyện phát sinh trên thế giới này cùng với thế giới của hắn hoàn toàn khác nhau, cho nên hắn cũng không thể cung cấp đáp án chính xác được. Nhẹ nhàng bóp hai huyệt thái dương, Hạ Nhất Minh nói: Bách huynh, ngươi hỏi một chút, thần đạo kia ở nơi nào? Đầu thanh thú vương này không có khả năng vô duyên vô cớ lừa gạt bọn họ. Hơn nữa có Bách Linh Bát bên cạnh, muốn nói dối cũng là chuyện rất khó xảy ra. Cho nên ở vùng hải ngoại này rất có khả năng có một hòn đảo thần kỳ như vậy. Sở dĩ Hạ Nhất Minh muốn hỏi rõ cũng không phải là muốn đến đó thăm dò, mà chỉ muốn tránh xa nơi đó, vĩnh viễn không muốn cùng thần đạo cường giả trong truyền thuyết phát sinh ra chuyện gì hiểu lầm. Ít nhất trước khi bản thân hắn có thực lực thần đạo thì hắn không muốn làm như vậy. Bách Linh Bát gật đầu một cái, hắn gầm nhẹ vài câu, đầu thánh thú vương kia không chút do dự đáp lại. Có lẽ đầu thánh thú vương này cũng phát hiện ra việc gì đó không thích hợp, vì sao những người này lại hỏi như thế. Ở trong lòng nó lập tức nổi lên ý niệm bỏ chạy, nhưng cặp mắt của nó khi nhìn về phía thần đạo ngưng huyết nhân đang lơ lửng trên cao thì suy nghĩ này lại biến mất. Dựa theo quy củ mấy ngàn năm, lão nhân gia người đã giết một đầu thánh thú vương, cho nên sẽ không làm khó hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, đầu thánh thú vương lập tức đem khối đá đè nặng trong lòng bỏ xuống. Thần đảo cũng không cố định một nơi, mà nó không ngừng trôi nổi trên hải ngoại. Hễ chỗ nào xuất hiện hòn đảo đó thì bất luận đầu thánh thú nào trên hải ngoại đều phải cúi đầu nghe lệnh, không có con nào dám trái lời. Nghe Bách Linh Bát nói lại, Hà Nhất Minh lại càng trong mày suy nghĩ. Một hòn đảo không ngừng trôi nổi trên biển, hòn đảo này có lực lượng thần đạo tồn tại, chuyện này mới nghe qua tựa như là một truyền thuyết à. Nếu như không phải có Bách Linh Bát cam đoan, mà từ miệng của một đại gia hỏa nào nói ra, Hạ Nhất Minh thật sự sẽ tưởng rằng đối phương đang nói dối. Trong đầu Hạ Nhất Minh không ngừng suy nghĩ, hắn trầm giọng nói: Chúng nó vì sao lại từ hải ngoại đến đây? Bởi vì cứ cách một đoạn thời gian, người trên thần đảo lại bắt đầu giết một vài hải ngoại thánh thú. Bách Linh Bát sau một phen gầm rú lại chậm rãi đáp: Các sinh vật tu luyện ở hải ngoại hơn ngàn năm đều di chuyển vào trong nội hải để tránh né sự tàn sát của thần đạo. Hơn nữa vì trả thù loài người, cho nên bọn chúng không ngừng tập kích tôn giả của nhân loại. Dừng lại một chút, Bách Linh Bát nói: Bất quá, chúng cũng không dám quá phận. Trừ phi một lượng lớn đồng bọn bị giết chết thì chúng mới tấn công nhân loại trên phạm vi lớn. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Sau một lúc hỏi han, cuối cùng hắn cũng giải đáp được một số nghi hoặc trong đầu. Cứ ngàn năm băng đảo lại xuất hiện, mà cao thủ trên thần đảo cũng vào thời gian này lạm sát hải ngoại thánh thú, mà cũng vì vậy mà hải ngoại thánh thú đành bất đắc dĩ tiến vào trong nội hải. Bọn chúng mặc dù đối với nhân loại vô cùng thù hận, nhưng vì ngại thực lực của cường giả thần đạo mà không dám buông tay đánh giết loài người, gần như chỉ đuổi giết các tôn giả của nhân loại tiến hành săn bắt thánh thú mà thôi. Mãi cho tới khi băng đảo biến mất, trong hải ngoại mới khôi phục lại bình thường, lúc ấy bọn chúng sẽ quay trở lại địa bàn của mình. Hết thảy những chuyện này nghe thì thấy khó tin, nhưng nhìn đầu thánh thú vương nhu thuận trước mắt, Hạ Nhất Minh biết những điều nó nói là sự thật. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh đem sự rung động trong lòng của mình vứt bỏ đi.
Hắn nghĩ tới thần toán tử từng dặn dò nhiều lần không thể đi vào hải ngoại, trong lòng hơi nghi ngờ, không biết có phải thần toán tử đã biết ở trong hải ngoại có cường giả thần đạo tồn tại hay không. Nếu đem tin tức này chuyển đi, chỉ sợ cả thiên hạ sẽ phải rung chuyển. Bạch Huỳnh, ngươi để cho nó đi đi. Hà Nhất Minh trầm tư chốc lát nói. Nói cho nó, không cho tiếp tục thương tổn loài người. Nếu không, ta sẽ giết toàn bộ hải ngoại thánh thú. Bách Linh Bát đem toàn bộ những lời của Hạ Nhất Minh chuyển lại. Thân thể con ngạc ngư thánh thú hơi run lên vài cái. Nó hống lên vài tiếng vâng dạ rồi quẫy đuôi rời đi. Trong mắt nó hiện lên một tia vui vẻ. Dưới tình huống này mà có thể bảo toàn tính mạng đã làm cho ngạc ngư thánh thú vương càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Vì cường giả thần đạo ở trên không kia quả nhiên là người trong thần đạo. Nếu không như thế, hắn làm sao có thể không tuân thủ quy tắc đã lưu truyền mấy ngàn năm. Thế gặp phải hai đầu hải ngoại thánh thú vương cũng chỉ giết một con trong đó mà thôi. Bách Linh Bát quay đầu lại nói. Nó nói sẽ đem mệnh lệnh của ngươi truyền xuống. Hơn nữa nó nói thần đạo sứ giả mới rời đi không lâu, bây giờ chúng ta xuất phát hẳn là có thể đuổi kịp. Hạ Nhất Minh giật mình nói. Thần đạo sứ giả sao? Trong ánh mắt hắn tràn ngập nghi hoặc. Nơi này sao lại xuất hiện sứ giả của thần đạo? Bỗng nhiên một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi, vội vàng nói. Bảo nó dừng lại. Bách Linh Bát không chút do dự hống lên một tiếng. Đầu ngạc ngư thanh thú đang muốn quay đầu rời đi liền giống như sủng vật lập tức dừng lại. Nó mặc dù không biết thần đạo sứ giả vì sao lại bảo mình dừng lại, nhưng đối với mệnh lệnh của người ta lại không dám làm trái. Hỏi nó một chút, thần đạo sứ giả có hình dáng như thế nào? Hà Nhất Minh lạnh lùng nói. Sau một lát, Bách Linh Bát trầm ngâm nói. Nó nói cùng với chúng ta giống nhau. Có ý tứ gì? Một cái đầu, bốn cái chân, tai mắt mũi miệng đều không thiếu. Hà Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn Bách Linh Bát. Bất quá hắn lập tức hiểu được, phòng trừng trong mắt đầu thánh thú vương này, mọi nhân loại đều giống nhau như đúc. Giống như loài người không thể nhận ra được sự khác nhau giữa các con kiến. Mà đầu thánh thú vương này mặc dù có trí tuệ rất cao, nhưng muốn phân biệt hình dáng nhân loại thì lại không thể. Nó làm sao biết người này là thần đạo sứ giả? Bởi vì trên người hắn có khí tức của thần đạo. Bát Linh Bát sau một lúc trao đổi, hai ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó nói. Nó nói, ở trên người ngươi cùng với hắn có cùng một loại khí tức, cho nên khi nó nhìn thấy ngươi đã không muốn làm địch nhân của ngươi. Nhưng mà khí tức của ngươi có mức hỗn độn, cho nên rất khó nhận ra. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, đưa ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua hải quái thanh thú vương. Nguyên lai khi còn ở Lưu Ly đảo, đầu thánh thú vương này không chiến mà chạy cũng không phải là sợ bạch mã lôi điện, mà là nhận thấy trên người hắn có khí tức của thần đạo. Tâm niệm hắn hơi đổi, bỗng nhiên vươn tay ra, sau một khắc trên tay hắn toát ra quang minh lực lượng. Lúc này đầu ngạc ngư thánh thú lập tức giống lên một tiếng. Chính là loại lực lượng này, Bách Linh Bát phiên dịch nói. Trên thần đảo cũng có hai loại khí tức hoàn toàn trái ngược. Ngươi vừa rồi đem hai loại khí tức này phóng thích ra, nhưng khí tức của ngươi còn xa mỹ tinh túy như trên đảo, cho nên nó không dám nhận. Nếu không, nó tuyệt đối sẽ không dám mạo phạm ngươi. Gương mặt Hạ Nhất Minh có chút bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm cao hứng không ít. Ở trên thần đảo lại có cả quang minh cùng với hắc ám lực lượng. Hơn nữa theo miêu tả của đầu thánh thú vương này thì hai loại lực lượng này ở trên đó cực kỳ tinh túy. Phật Lan Khắc Lâm sở dĩ có thể bị chúng liếc mắt một cái cũng nhìn ra, bởi vì thần điện giáo hoàng cả đời nghiên cứu quang chi thần lực, cho nên trên người hắn tràn ngập khí tức của quang minh lực lượng, muốn che giấu cũng không được. Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác, ở trên người hắn không chỉ có quang ám chi lực mà còn có ngũ hành chi lực. Dù là hắn thi triển quang ám hợp bích cũng sẽ làm cho người ta có cảm giác hỗn loạn, nhân đạo đỉnh phong đương nhiên có thể thoáng cái nhận ra, nhưng đầu thánh thú vương này lại rất khó phân biệt được. Bất quá, sau khi con chân ngư cảm nhận được uy lực của quang ám hợp bích, phẳng chừng cũng đã nhận ra cỗ lực lượng này, cho nên mới có ý định bỏ chạy. Chỉ là khi đó do Hạ Nhất Minh có ý định lập uy, đã thông qua thần niệm ra lệnh cho ngưng huyết nhân ra tay. Ở trước mặt thần đạo chi lực, tất cả các loại lực lượng có ý định phản kháng đều chỉ là phủ vân. Xui xẻo chính là chân ngư thánh thú vương lại trở thành vật hy sinh, thậm chí ngay cả năng lực né tránh cũng không có. Ngươi hoài nghi thần đạo cùng với người phương Tây có liên quan? Bách Linh Bát đột ngột hỏi. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói. Quang minh cùng hắc ám lực lượng có thể tồn tại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có thần đạo cường giả phương Tây mới làm được. Đông Tây Phương có con đường võ đạo không giống nhau, nhưng uy lực lại không hề kém mấy.
Tuy nhiên muốn nói, cường giả thần đạo phương Tây ở trên hải ngoại tạo thành một hòn đảo có hai luồng lực lượng quang minh và hắc ám, thì Hạ Nhất Minh lại không tin. Nhẹ nhàng vung tay lên, Bách Linh Bát lập tức hiểu ý tứ của hắn, phát ra tiếng gầm nhẹ. Con ngạc ngư thánh thú vương như được đặc xá, quay người nhanh chóng bỏ đi. Trước khi được đám người này cho phép, nó ngay cả can đảm bỏ chạy cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được thần đạo ngưng huyết nhân ở trên bầu trời đã gây ra cho nó uy hiếp cường đại tới mức nào. Bất quá chỉ suy nghĩ một chút là có thể thấy điều này không hề đáng trách. Một vị cao thủ thần đạo chính thức, nếu ngay cả chút uy hiếp đó cũng không làm được thì còn gì là thiên lý nữa. Mặc dù thần đạo ngưng huyết nhân có thể phát ra một kích cường đại, nhưng sau đó cũng chỉ có thể treo lơ lửng đó như để bày biện mà thôi. Dĩ nhiên dù để dùng để bày biện thì cũng làm cho hải quái thánh thú vương không dám cử động. Thân hình hơi động một chút, thân hình Hạ Nhất Minh đã tiến vào trong lòng biển. Chân ngư thánh thú vương bị thần đạo ngưng huyết nhân chém làm hai nửa, sau một hồi lâu động đậy thì cũng đã ngừng lại. Hạ Nhất Minh vung tay lên, ngũ hành hoàn đã xuất hiện trong tay hắn. Một đạo ngũ thải quang mang nhanh chóng xuất hiện, bao trùm lấy thi thể của chân ngư thánh thú vương rồi biến mất. Ngay cả hai chiếc xúc tua bị lôi điện và quang ám hợp bích phá bỏ, Hạ Nhất Minh cũng không muốn lãng phí, đều thu vào trong ngũ hành thế giới. Đầu thánh thú vương này có thực lực tương đương với thánh thú đỉnh phong, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua cho thi thể của nó. Ngẩng đầu nhìn ra xa, Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện trong lòng mình không có nửa điểm cao hứng. Mặc dù giết được một đầu hải quái thánh thú vương đã là một chuyện rất giỏi, hơn nữa bản thân thu hoạch cũng được rất nhiều thứ, nhưng sau khi nghe được tình huống của hải ngoại thì chút hứng thú trong lòng hắn đã sớm biến mất. Nguyên lai trên thế giới này còn tồn tại cường giả thần đạo, hơn nữa cường giả thần đạo này có liên hệ mật thiết với phương Tây. May mắn là thần đạo cũng chỉ di chuyển trong hải ngoại mà không xuất hiện trong nội hải, nếu không phương Đông đã sớm phải lo lắng đề phòng. Một lần nữa vỗ nhẹ lên thân hình bạch mã lôi điện, Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói: "Bảo trừ, lôi điện, tiếp tục đuổi theo." Bách Linh Bát quay đầu nhìn lại, hắn liếc mắt một cái nói: "Ngươi không quan tâm tới thần đạo ở hải ngoại sao?" "Đương nhiên là quan tâm." Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Bất quá thần đạo cũng chỉ ở hải ngoại tru sát hải ngoại thánh thú. Chúng ta ở trên đại lục chưa từng nghe nói nó tồn tại. 5.000 năm qua đi mà vẫn như vậy thì có thể biết được thần đạo này khẳng định sẽ bị hạn chế ở phạm vi hải ngoại." Tinh quang trong mắt Bách Linh Bát chợt hiện lên, hắn chậm rãi gật đầu. Thần đạo biến mất đã được 5.000 năm, nếu đã như vậy, lời nói của Hạ Nhất Minh cũng có căn cứ. Sắc mặt Hạ Nhất Minh ngưng trọng dị thường nói: "Chúng ta gần đây đã giết chết Gia Phỉ Nhĩ Đức, cùng với phương Tây sớm đã tạo thành cửu oán không thể hóa giải. Đã như vậy thì cố kỵ nhiều cũng không phải là tốt." Trên người Bách Linh Bát nổi lên thất thải quang mang, hắn chậm rãi bay lên giữa không trung. Điều này nói rõ hắn đối với lý luận của Hạ Nhất Minh phi thường hài lòng, cho nên dùng hành động của mình để ủng hộ. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng dùng chân kẹp lấy bụng bạch mã, ánh mắt của hắn lóe lên một tia hàn quang mãnh liệt. Nếu như nói ngay từ đầu truy kích Phất Lan Khắc Lâm, ngoại trừ vì lôi chấn tử, hắn còn muốn trả thù vụ ở tinh thần đảo. Như vậy giờ phút này, trong lòng Hạ Nhất Minh đã mơ hồ hiện lên một tia sát ý. Vô luận hải ngoại có xuất hiện điều gì, thì Hạ Nhất Minh cũng có thể khẳng định một điều. Có thể đủ tư cách liên lạc với thần đảo, khẳng định là các cường giả đứng đầu phương Tây. Nếu như nói thật sự có người biết tới thần đạo ở hải ngoại, thì ngoại trừ chuyển nhân của Quang Minh và Hắc Ám lực lượng ra sẽ không còn ai nữa. Lúc trước hắn đã giết chết chuyển nhân của Hắc Ám lực lượng, như vậy nếu hắn giết thêm chuyển nhân của Quang Minh lực lượng, liệu có phải đã đoạn tuyệt hậu hoạn không? Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện tiếp tục phối hợp truy đuổi. Suốt một tháng trời, đám người Hạ Nhất Minh rốt cuộc đã bước chân lên lục địa. Di chuyển trên biển dòng giá cả tháng trời, đám người Hạ Nhất Minh cực kỳ buồn bực, nhưng vẫn không hề bỏ qua cho Phất Lan Khắc Lâm ở phía trước. Hắn cuối cùng phải bỏ ý định trốn ở trên hải ngoại, quay trở về địa bàn của mình ở phương Tây. Ở phía sau giáo hoàng bệ hạ, Bạch Mã Lôi Điện cùng với Hạ Nhất Minh đã bước chân lên mảnh đại lục phương Tây xa lạ. Thế giới phương Tây so với phương Đông quả thật vô cùng khác biệt. Bất luận từ cảnh vật hay lời nói việc làm đều khác xa nhau. Nếu mang theo tâm tình thư thái tới nơi này, tuyệt đối có thể mở rộng tấm lòng, cảm nhận nhiều điều mới lạ. Nhưng cơ bản lúc này, Hạ Nhất Minh không có tâm trạng như vậy. Sau khi đặt chân tới lục địa này, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được khí thế mãnh liệt trên thân thể Phất Lan Khắc Lâm. Khí thế này cũng không phải lão cố ý phát ra, mà chính là sự quyết tâm của lão. Mặc dù hai bên không chính thức đối mặt, nhưng khi tu vi võ đạo của họ đạt tới cảnh giới này, đã có thể từ khí thức cảm nhận tâm tư đối phương. Phất Lan Khắc Lâm tại phương Tây quả thực là một trong hai nhân vật đứng đầu,
Lão chủ trì thần điện kể ra cũng đã trăm năm, hét một tiếng, cả phương Tây phải run rẩy ba phần. Mà trong một tháng tại biển rộng, trốn đông trốn Tây vẫn không thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của đám người Hạ Nhất Minh. Điều này rốt cuộc cũng đã chọc giận giáo hoàng bệ hạ, cũng không biết lão nghĩ gì, ngang nhiên phong xuất chiến ý mãnh liệt. Bất quá, vị giáo hoàng bệ hạ này dù sao cũng không phải đồ đần, lão cũng không quyết chiến với đám người Hạ Nhất Minh trên biển. Chỉ bằng thực lực một người nên muốn cùng đám người Hạ Nhất Minh quyết chiến, tuyệt đối tự tìm đường chết. Bởi thế, lão tự mình lựa chọn một đấu trường thích hợp. Lúc này, quang mang màu trắng vẽ trên mặt đất một đường thẳng tắp. Trên bầu trời, hai vị cường giả đồng dạng bám theo, tốc độ của bọn họ không quá nhanh. Theo sau, Hạ Nhất Minh khẽ kẹp chân, lôi điện nhất thời ngừng lại. Hai cường giả trên trời cũng lặng lặng đáp xuống bên cạnh Hạ Nhất Minh. Nơi này là một mảnh bình nguyên, tình cảnh nơi này cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy đám người sau khi dừng lại cũng không có bất cứ hành động nào. Chẳng qua khi ngẩng đầu nhìn lại phía xa, sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ trừ Bách Linh Bát ra, ngay cả thần đạo khôi lỗi ngưng huyết nhân, ánh mắt đều chăm chú nhìn lại. Bọn họ đều cảm nhận được áp lực khổng lồ từ xa chuyển lại. Áp lực này ngay từ lúc đầu cũng không bộc lộ rõ, chỉ khi bọn họ tiến tới gần hơn mới cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh mơ hồ phát hiện thần đạo ngưng huyết nhân khi đối mặt với áp lực này mơ hồ có cảm giác sợ hãi. Có thể khiến một khối lỗi siêu việt qua nhân đạo sợ hãi, chỉ cần nghĩ tới điểm này, sự tự tin trong lòng của Hạ Nhất Minh đã vơi đi quá nửa. Thở dài một hơi, hắn cười khổ nói: "Uy áp thật cường đại, đây là uy lực chính thức của quang minh thế giới sao?" Chưa có người nào trả lời hắn, Bảo Trư cùng Bạch Mã liếc mắt nhìn nhau, hai đầu thanh thú lúc này trong mắt đều hiện rõ vẻ do dự. Bạch Mã đột nhiên hí nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia, tựa hồ giao tiếp cùng với Hạ Nhất Minh. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Chúng ta cùng với phương Tây đã kết oán thù, lúc này Phỉ Nhĩ Đức đã tử vong, quang minh lực lượng hẳn sẽ nhân cơ hội áp đảo hắc ám lực lượng. Điều này mà nói với phương Đông chúng ta cũng không phải là tin tức tốt." Hắn dừng một chút nói: "Vất Lan Khắc Lâm là người không từ thủ đoạn, nếu chúng ta lúc này bỏ qua cho hắn, ngày sau hắn chưa chắc đã bỏ qua cho chúng ta." Câu nói cuối cùng từ miệng Hạ Nhất Minh phát ra mới đích thực là suy nghĩ của hắn. Giáo hoàng thần điện không chỉ nắm giữ thực lực nhân đạo đỉnh cấp, quan trọng nhất là trước lựa chọn sinh tử, lão không chút do dự kéo đồng bọn hứng chịu thay. Mặc dù lão cùng Phỉ Nhĩ Đức tại phương Tây đấu tranh vài trăm năm, nhưng lúc đó kể vai tác chiến, với thân phận người thừa kế quang minh lực lượng, không ngờ lão còn có thể làm ra chuyện này, quả thực khiến Hạ Nhất Minh trong lòng phát lạnh. Nhân vật như vậy nếu giữ lại, Hạ Nhất Minh hắn khẳng định sẽ ngủ không yên. Bởi thế, ngay cả không được Phỉ Nhĩ Đức tiết lộ, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua người này. Lôi điện hí nhẹ một tiếng, nó đã biểu đạt ý kiến của mình, nếu Hạ Nhất Minh không tiếp nhận, nó cũng không tiếp tục nói nhiều. Mặc dù áp lực truyền lại vô cùng cường đại, nhưng lôi điện vẫn hết sức tự nhiên, cho dù không đánh lại, nó cũng có thể chạy thoát. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt cỏ lôi điện, trầm giọng nói: "Kim huynh đã từng nói qua, một môn phái truyền thừa ngàn năm đều có một hậu triều. Nếu tao đoán không nhầm, phía trước hẳn là thần điện phương Tây." 1000 dặm, Bách Linh Bát đột nhiên mở miệng nói. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi ngược lại: "Ngươi nói sao?" "Phía trước 1000 dặm có một thành thị. Nếu ta tính không nhầm, năng lượng này từ thành thị đó phát ra." Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, hắn lúc này thật sự kinh ngạc. Kỳ thực, hắn từng đi qua vô số siêu cấp môn phái, Thiên Chỉ Chủ Phong, Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa, còn có Nam Cương Lưu Ly Đảo. Trong mỗi môn phái đó đều có một lực lượng thủ hộ. Nhưng bất luận môn phái nào nắm giữ lực lượng này cũng không bộc lộ nó ngang nhiên như vậy. Đừng nói khoảng cách ngàn dặm, cho dù đi tới Thông Thiên Bảo Tháp hay Vạn Thụ Cốc cũng không khiến cho người ta có áp lực mãnh liệt như vậy. Mà thần điện phương Tây không ngờ khác biệt, khoảng cách ngàn dặm không ngờ có thể cảm nhận rõ ràng uy áp chuyển lại. Phương Tây cùng phương Đông quả nhiên khác biệt, một bên cố gắng thu liễm che giấu, cho dù có đồ tốt nhất cũng cố gắng không thể hiện ra, một bên ra sức bộc lộ sức mạnh của mình như đấu sư tử nhen nhanh múa vuốt. Đương nhiên, nếu xét về thực lực cường đại, lực lượng phương Đông cũng không kém hơn lực lượng phương Tây. Bất loạn thần thụ vạn tuổi tại Động Thiên Phúc Địa hay núi lửa tại Lưu Ly Đảo cũng thống trị phạm vi ngàn dặm. Nếu chúng phóng xuất ra lực lượng, e rằng uy áp cũng không khác lúc này. Chỉ là Hạ Nhất Minh kề khổ một tiếng, nếu phương Tây có thực lực thủ hộ như vậy, hắn lấy gì ra công kích đây? Khẽ vỗ lưng Bạch Mã, Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Đâm lao phải theo lao, chúng ta qua đó xem sao. Nếu thật sự không làm gì được, nhìn cho biết cũng tốt." Ánh mắt nhìn lại ngưng huyết nhân,
Mặc dù bên cạnh hắn có một vị siêu cấp cao thủ cảnh giới thần đạo, nhưng muốn sử dụng chiêu bài này thật không dễ. Nếu thế giới này dư thừa thiên địa chân khí, Ngưng Huyết Nhân còn có thể phát huy tác dụng, nhưng hiện nay rõ ràng không được. Tốc độ bạch mã vẫn vô cùng mau lẹ, ngàn dặm đường đối với bọn họ dĩ nhiên không tính là bao. Nhưng càng tới gần, sắc mặt đám người càng ngưng trọng, lực lượng càng lúc càng cường đại. Cuối cùng ngay cả Hạ Nhất Minh trong đầu cũng xuất hiện suy nghĩ buông thả. Tới đây hắn mới cảm nhận được dụng tâm của người phương Tây. Lực lượng cường đại như thế, bất cứ ai muốn tới cửa khiêu khích đều phải suy nghĩ lại. Có thể nói, chỉ cần có lực lượng này còn tồn tại, 89 phần phiền phức của họ đều được hóa giải thành công. Nhưng nếu đem lực lượng này bộc lộ ra, cung cấp cho đối phương cơ hội phá giải. Quang minh lực lượng mặc dù cường đại, nhưng trên thế giới này cũng còn các hệ lực lượng khác. Giờ phút này, đám người Hạ Nhất Minh sau khi cảm nhận được uy áp cũng đang tự hỏi làm sao mới có thể hóa giải. Phương thức xử lý của Đông Tây Phương khác biệt, hiệu quả cũng ảnh hưởng cũng không giống nhau, nhưng cũng chỉ người cao hơn mới nhìn rõ vấn đề. Lúc này, một tòa thành thị thật lớn rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt đám người Hạ Nhất Minh. Đây là một tòa thành vô cùng hùng vĩ, bất luận quy mô hay kiến trúc đều có thể xứng đáng là một trong những thành thị vĩ đại nhất trên đại lục. Trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh, cũng chỉ có Linh Tiêu Bảo Điện cùng Trung Kinh mới có thể so sánh cùng nó. Xa xa, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được toàn thành thị này đang được bao phủ bởi một bầu không khí bất an. Đây là cảm giác địch ý có thể ngưng tụ thành thực thể công kích địch nhân. Trong cảm giác của hắn, toàn thành này như một chỉnh thể, mà chỉnh thể này đang phát cảnh cáo với đám người bọn hắn. Tòa thành thị này không chào đón sự xuất hiện của bọn hắn. Ánh mắt dần ngưng trọng hơn, Hạ Nhất Minh lần đầu gặp phải cảm giác cổ quái này. Một tòa thành thị địch ý, cảm giác như vậy cho dù thành thị tại Linh Tiêu Bảo Điện cũng không từng có. Nhất thời, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy lạnh lẽo. Trong mắt hắn, tòa thành này như đầu quái vật, hung hăng hoác miệng đợi địch nhân tiến vào. Bầu trời như bao phủ một tầng sương mỏng, như sương mù sáng sớm tràn ngập khắp nơi. Nhưng khi Hạ Nhất Minh ngưng thần nhìn vào tầng sương mỏng này, trên mặt lộ rõ vẻ khó coi. Không chỉ có vẻ mặt hắn trở nên quái dị, ngay cả Bảo Trư to gan lớn mật cùng với Lôi Điện cao ngạo cũng lộ ra vẻ sợ hãi mơ hồ. Lúc này, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đều đạt tới cảnh giới nhân đạo đỉnh cấp. Bọn họ đều là những cường giả đứng đầu thế giới. Nhưng cho dù như vậy, khi nhìn thấy làn sương mỏng bao phủ tòa thành này, trong lòng không khỏi run rẩy. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh thì thào trong miệng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lôi Điện cùng Bảo Trư đồng loạt gật đầu. Hai tên tiểu tử này đối với nhận xét của Hạ Nhất Minh nhất loạt biểu thị tán đồng. Ba người bọn họ đều nắm giữ ý niệm cường đại, hơn nữa đều quang hóa thành công, nên biết tầng sương mỏng này đại biểu cho việc gì. Đó chính là ý niệm của nhân loại. Khi đám người Hạ Nhất Minh phát hiện điều này, trong lòng có bao nhiêu chấn động nghĩ có thể biết. Ý niệm nhân loại mặc dù cường đại, nhưng cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả, ý niệm cũng chỉ có hạn. Có thể quang hóa thành công 6 kiện thần binh lợi khí đã là cực hạn của cường giả. Cho dù đám cường giả đứng đầu như cát ma phàm thủ cũng không có khả năng vượt qua giới hạn này. Nhưng bầu trời còn một tòa thành, không ngờ tràn ngập đều là ý niệm. Đây là chuyện kinh hãi cỡ nào? Ý niệm cường đại như vậy, đừng nói quang hóa 6 kiện thần binh lợi khí, cho dù đem toàn bộ thần binh lợi khí trên thế giới tập trung lại, chỉ sợ cũng không đủ cho ý niệm của tòa thành thị này quang hóa. Nhìn ý niệm cường đại như vậy bộc lộ, chỉ cần là người có thể cảm nhận được ý niệm, không bị dọa ngây người mới lạ. Đây là sóng não, thật sự là sóng não kỳ quái. Thanh âm của Bách Linh Bát đột ngột vang lên. Hạ Nhất Minh giật mình nói, ngươi nói gì? Đây là năng lượng sóng não. Nhưng kỳ lạ, năng lượng sóng não đều phân tán mà không thể ngưng tụ. Những người này sử dụng thủ đoạn gì mà có thể ngưng tụ lại như vậy? Bách Linh Bát cúi đầu, âm thanh của gã đã dần thấp xuống như rơi vào suy tư. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Hắn đã hiểu, sóng não trong câu nói của Bách Linh Bát đại khái chính là ý niệm theo quan điểm của bọn hắn. Khẽ thở dài, Hạ Nhất Minh lẩm bẩm nói, sóng não cường đại, không ngờ có thể gần hóa thành thực thể. Thật không biết thành thị này có bao nhiêu cường giả phong xuất sóng não. Gần 60 vạn, Bách Linh Bát lạnh nhạt nói. Hạ Nhất Minh hai mắt trợn tròn, giờ phút này ngay cả hô hấp hắn cũng quên luôn. Lôi Điện cùng Bảo Trư đồng thời đánh mắt về phía Bách Linh Bát, ánh mắt bộc lộ vẻ khó tin. Chỉ có bên cạnh Bách Linh Bát, Ngưng Huyên Nhân lúc này đứng thẳng tắp như đợi lệnh, không bộc lộ chút cảm xúc nào. 60 vạn sao? Hạ Nhất Minh khẽ kinh hồ. Khi hắn mở miệng,
đột nhiên phát hiện âm thanh của mình có chút biến dạng. Những lời kia của Bách Linh Bát quả thực mang lại ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Đúng vậy, gần 60 vạn. Bách Linh Bát khẳng định. Thân thể Bảo Trư khẽ run lên, nó không nói một lời, nhảy từ trên lưng lôi điện, chạy về phía sau. Xem bộ dạng tiểu gia hỏa này, e rằng nó kiên định thả chết không đi. Các người thích thì tự mình đi, ta không liên quan. Nhưng một cánh tay đột nhiên xuất hiện, tóm cổ nó nhấc lên. Bảo Trư quay đầu nhìn lại, mới thấy rõ cánh tay Hạ Nhất Minh. Hai tròng mắt nó đảo liên hồi, rốt cuộc nhào vào lòng Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, đang định mở miệng nói chuyện, đã thấy hai móng trước của Bảo Trư cào cào. Theo sau, nó lấy ra không gian hạng liên trong ngực hắn. Ngơ ngác nhìn theo hành động của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh hoài nghi nói: "Bảo Trư, ngươi làm gì vậy?" Tiểu tử này lẩm bẩm hồi lâu, đương nhiên nói chuyện cùng với Bách Linh Bát, bởi Hạ Nhất Minh căn bản không hiểu nó nói gì. Bách Linh Bát chậm rãi phiên dịch. Bảo Trư nói: "Nếu như ngươi vẫn muốn đi vào chịu chết, không bằng đem không gian hạng liên giao cho nó." Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu được, thì ra tên tiểu tử kia chú ý tới bảo vật này. Hồng Hằng có lên đầu nó vài cái, hắn nói: "Yên tâm, ta sẽ không vào chịu chết đâu." Hắn thở dài một hơi nói: "Phương Tây cường giả như mây, 60 vạn ngũ khí tôn giả, bọn họ sao không tuyệt diệt Phương Đông?" Ngũ khí tôn giả trong thiên hạ chỉ thấp hơn nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Mặc dù dưới tình huống lấy một chọi một, nhân đạo đỉnh cấp cường giả có thể dễ dàng đánh chết ngũ khí tôn giả, nhưng số lượng ngũ khí tôn giả đạt tới tình trạng kinh khủng, nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng chỉ có thể quay người bỏ chạy. Nghĩ lại, 60 vạn ngũ khí tôn giả, ít nhất có 60 vạn phi kiếm. Nếu số phi kiếm này đồng loạt phóng tới, tình cảnh đó rung động cỡ nào? Hắn nhìn vào mảnh xương mỏng kia, trong lòng tràn ngập lạnh lẽo, tựa hồ như thấy được tình cảnh phi kiếm dập trời vậy. Dưới sự công kích của phi kiếm này, e rằng ngay cả thần đạo ngưng huyết nhân có thần lực cũng không thể thừa nhận. Có lực lượng cường đại này đã đạt tới độ không cách nào hình dung. Chỉ cần thiên điện nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể quét ngang thiên hạ, đem tất cả các thế lực phản đối tiêu diệt. Nói thật, Hạ Nhất Minh cũng không tin thần điện phương Tây có nhiều ngũ khí tôn giả như vậy, nhưng hắn kiên trì tin tưởng vào lời nói của Bách Linh Bát. Bách Linh Bát tựa hồ run lên nói: "Bọn họ cũng không phải 60 vạn ngũ khí tôn giả, mà chỉ là 60 vạn người thường. Trong số đó, số lượng tu luyện giả không tới 1/10. Hạ Nhất Minh đảo người trực ngã, thân thể mới ổn định lại, hắn đã hung hăng nhìn Bách Linh Bát nói: "Ngươi nói gì? 60 vạn người thường?" "Đúng." Bách Linh Bát quả quyết. "Nói nhảm." Hạ Nhất Minh vẻ mặt không tin nói: "Có thể xuất ra ý niệm chỉ có ngũ khí tôn giả. Nếu người thường cũng có thể phóng xuất ý niệm như vậy, trong thiên hạ chẳng phải tất cả các tôn giả đều có thể tiến vào ngũ khí triều nguyên cảnh giới?" Bách Linh Bát hai mắt sáng lên, sau một lát gã nói: "Những người này phát ra ý niệm khác với ngũ khí tôn giả. Ý niệm của bọn họ không đủ để công kích người khác, chỉ có thể bằng vào phương thức nào đó ngưng tụ lại." Gã lắc đầu nói: "Bất quá, ngưng tụ xong não này một chỗ có thể phát huy ra uy lực gì thì ta cũng không tính toán được." Hạ Nhất Minh ngơ ngác hồi lâu, sau đó hắn mới chậm rãi gật đầu. 60 vạn ngũ khí tôn giả đương nhiên không có khả năng tồn tại. Bất quá thần điện nếu có năng lực ngưng tụ ý niệm của 60 vạn người một chỗ cũng đã vô cùng xuất sắc rồi. Mơ hồ, Hạ Nhất Minh có chút minh bạch. Muốn làm điều này khẳng định yêu cầu tương đối khó khăn. Hơn nữa phương pháp này đối với tôn giả khẳng định sẽ không sử dụng được. Nếu không, tất cả các tôn giả phương Tây đã sớm thông qua phương pháp này tấn giai ngũ khí tôn giả. Có lẽ bởi vì bọn họ dừng ở đây khá lâu nên mảnh xương mỏng kia bắt đầu di động lại. Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời đại biến. Mặc dù hắn biết ý niệm này không phải xuất phát từ ngũ khí tôn giả, nhưng cho dù là ai cảm nhận được lực lượng khổng lồ như vậy cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Tâm niệm hắn vừa chuyển, lập tức vỗ nhẹ lên cổ lôi điện nói: "Lôi điện, cho chúng ta xem một chút uy lực lôi chấn tử." Muốn chống lại ý niệm bao phủ không gian này tuyệt đối không thể làm được, nhưng với lực lượng lôi điện của Bạch Mã, đối với những vật hư ảo có tác dụng khắc chế nhất định. Nếu ý niệm kia không ngưng tụ thành thực thể, vậy cứ sử dụng lôi điện lực lượng ứng phó, không nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Bạch Mã hí nhẹ một tiếng, mặc dù ý niệm khổng lồ này cũng gây cho nó cảm giác sợ hãi, nhưng huyết mạch thần thú chảy trong nó khiến nó không muốn xoay người bỏ chạy. Thân thể khẽ run lên, lôi điện màu tím nhất thời phóng xuất ra. Mơ hồ, chiếc sừng trên đầu nó lại càng phát sáng. Theo sau, một khoản lôi chấn tử từ đó hiện ra. Khoản lôi chấn tử mang theo quang mang vàng rực, đồng dạng ẩn chứa lực lượng lôi điện khổng lồ. Hạ Nhất Minh hai mắt sáng lên. Sau khi lôi điện quang hóa thần khí lôi chấn tử, đây là lần đầu tiên bộc lộ ra,
cho dù là hắn cũng không thể áp chế sự tò mò trong lòng. 14 quả lôi chấn tử mặc dù chưa đủ bộ, nhưng lúc này tịnh nhân đạo cảnh giới e rằng cũng là một tồn tại vô địch. 14 quả lôi chấn tử sau khi lần lượt xuất hiện, không gian xung quanh đã tràn ngập tia điện màu tím, tương ứng với lực lượng trên thân thể Bạch Ma. Bất quá trong quang mang màu tím sẫm này, mơ hồ có thể thấy được chút ngân điện. Đây là lôi điện lực lượng của Ngân Man Vương, lúc này đã bị Bạch Mã hoàn toàn thu nạp. Đang khi Hạ Nhất Minh tưởng rằng lực lượng lôi điện này được Bạch Mã phóng ra, đột nhiên một màn kỳ dị xuất hiện. Chậm rãi, 14 quả lôi chấn tử lấy Bạch Mã làm trung tâm, không ngừng trôi trên bầu trời. Chúng nó mỗi một lúc cao hơn, khoảng cách càng lúc càng xa. Sau khi tới không trung, khoảng cách giữa chúng lại rất lớn. Theo sau, cả bầu trời nhất thời biến hóa. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 171 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.